Theo tài liệu điều tra, trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, tổ công tác đội cảnh sát hình sự phát hiện một nam thanh niên đang cầm hai bộ hồ sơ có biểu hiện nghi vấn tại đầu ngõ 177 đường Cầu Diễn. Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính. Nam thanh niên khai nhận đang đi giao giấy tờ giả cho khách. Tổ công tác đã lập biên bản, đưa người liên quan về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan công an, nhân thân của nam thanh niên được xác định là Hà Thế Duy, làm nghề lái xe ôm công nghệ. Duy đã hợp tác với một người phụ nữ thường xuyên đi lấy giấy tờ giả và mang giao cho khách. Từ lời khai của Hà Thế Duy, một đường dây sản xuất kinh doanh giấy tờ giả đã lộ diện, trong đó Phạm Viết Lương là người trực tiếp sản xuất giấy tờ giả, Lê Thị Hằng Nga là người đăng quảng cáo với nội dung nhận làm các loại bằng giả, Hồ Thị Quỳnh Liên là khách đặt làm bằng giả. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Viết Lương tại huyện Mê Linh, cơ quan công an đã thu giữ một máy khắc laser màu xanh trắng, một máy tính sách tay, một máy in màu, hơn 250 vỏ bìa hồ sơ, quyển học bạ trung học phổ thông các loại chưa qua sử dụng, hàng nghìn con tem bảy màu các loại và hơn 600 mặt con dấu, hộp dấu cùng nhiều tăng vật liên quan khác hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng